Rồi tiếp tục mình lên cái video nè, đồng hồ tiếp nha. Trong những cái đồng hồ này nó bị dây nó xấu, với lại dây nó mà dây da nó hơi cũ cũ, tí mình cắt ra nha anh em. Thì tất cả đồ trên đây mình bán chuyển khoản, mình sẽ không bao phí vận chuyển nha. Và tất cả những cái mình bán ở đây là đều chạy hết nha anh em. Mình bỏ pin cho thử, có cái những nó còn pin chậm nó chạy luôn á thì mình sẽ để đi đó ha. Ok, hôm nay nó hợp gì cái lo nó hơi ồn thì anh em cố gắng nghe giúp mình nha. Thì chúc anh em có một ngày được nhiều sức khỏe. Rồi đầu tiên cái mã số 1 nha anh em, ba cái nha, giá là 150. Hai cái máy da băng nè, một cái máy không có ghi da băng ha. Cái nào nó chạy anh em mình sẽ ghi chữ C, còn nào nó có chữ máy da băng mình sẽ ghi chữ da băng ở đây anh em ha. Đây, cái này thì nó không có, không thấy máy da băng nè. À, cái này nó ở đây nó còn luôn cái miếng keo bảo vệ đít nè nè. Đó. À, mình ghi chữ chạy nha. Bây giờ cái đồng hồ này nó ba cái nha nè, giá là 150.000 cho mã số 1 nha. Đây, mặt kính đều đều còn đẹp đó nha em, nó bị đứt dây, dây nó còn móc, vậy anh em cứ gắn dây vô chạy thôi. Hành trình này gắn dây vô rồi chạy bình thường ha. Đây. Thì ba cái này, cái lô này là đa số là của nam hết nha nè. Mình sẽ đo hết tổng chiều dài cái 35 nè. À, đó, cái này 34 nè, hai cái này to hơn tí nè. Đó, nó 35 luôn nha anh em. Thì ba cái này đó, giá là 150 nha. Có cái này nó còn pin nó sẽ chạy luôn nha anh em, mình chưa chỉnh giờ lại đây. Chỉnh tất cả cốt đồ còn nhẹ nên không có cái nào gãy nha anh em ha. Và đồng hồ này tất cả là ba kim hết nha anh em ha. Thì giá là 150 nha. Ba cái này đều chạy nha, hai cái máy da băng, một cái máy không da băng, mã số 1 nha anh em. Giá là 150 nha. Size to, mấy cái này size to. Rồi mã số 2 cũng vậy anh em, giá là 150 nha. Hai cái này, hai cái máy da băng nha nè, hai cái máy da băng. Có cái da băng thì nó sẽ đóng ở trong cái mặt trong này, và có cái nó sẽ ghi lên máy nha. Cái này không có da băng nè, và cái này có da băng nha nè, hai cái này có da băng. Đây, mặt kính nó thì còn đẹp nha nè. Đây ha, để coi có cái nào chạy không. Không ha, mấy cái này thì nó hư hết pin rồi nè, cốt rồi rút ra là còn nhẹ hết nha. Đây, cái này thì hiệu nó Sigma gì nè, cái này nó khó đọc tí nha, chữ tiếng Anh. Hai cái đồng hồ số, một cái đồng hồ số 5 mã nha, 34 nha nè ha. Cái này nó là 32, cái này nó là 32 luôn nha nè. Đây, thì ba cái mặt kính ha. Đây, giá là 150 ngàn luôn nha nè, 150 ngàn cho mã số 2 ha. Rồi mã số 3 cũng vậy luôn, đó là giá là 150 ngàn luôn. Cái này không da, máy này không da băng nè nè. Đó, và cái này da băng, cái này cũng da băng luôn. Cái này nó mặt kính nó làm giống như cái hình của cái viên kim cương ấy, mà nó có bầu bầu lên tí nha. Đây anh em nhìn nè, có bầu bầu lên tí nè. Đó, có bầu bầu lên tí ha. Và đây, cái đường này đường kính của nó là 30. Cái này đường kính nó 31, và cái này đường kính nó 32 nha nè, 30, 31, 32. Đó, và cái này thì cốt nó còn nhẹ hết nha. Và cái này thì nó chạy hết rồi anh em, mình có thử pin rồi ha. Thì cũng giá là 150 ngàn cho mã số 3 nha. Nhiều khi mình quay nó không đủ năng lượng, cái tự nhiên cái nó hết năng lượng, cái tự nó tắt, anh em thông cảm giúp mình ha. Cái này cũng mã số 4 luôn nè, mã số 4 luôn. Giá là 150 ngàn luôn. Đó, hai cái máy này da băng này nè. Cái này máy da băng này, cái này à, cái này thì nó mình không có mở ra được anh em. Cái này nó xài mấy cái này nè, mình không có cạy ra được ha. Là mình trong đây là nó có một cái da băng nha nè, cái này mở được nè, thấy pin nè, cái này dễ mở. Còn cái này không máy da băng cũng chạy nha. Hiện giờ cái này không biết nó có chạy hay không anh em, nó đang chạy luôn ha. Đây nó dính dơ thế nè. Và ba cái này thì đường kính nó sẽ to nha nè, tròn to. Và cái này thì nó là cái đường kính của nó là nó 41 nha anh em ha. Và cái này đường kính tròn của nó là 40, và cái này đường kính tròn của nó là 38. Thì ba cái này nha anh em, mã số 4 nha, cũng giá là 150 ngàn. Rồi cái mã số 5 thì hai cái này, hai cái máy da băng, một cái máy không da băng anh em, cái này không da băng nè, đều chạy hết nha. Đó, cái đồng hồ này thì cái này thì như giống nó có xây này được anh em. Đây được ha, xây được không ta, được được xây được ha. Và cái này nó chạy luôn nha nè, và giờ hiện giờ nó không có pin trong đây, chạy luôn đó. Và ba cái này cũng giá là 150 ngàn luôn nha nè. Đó, thì về anh em cứ bỏ pin vô. À, cái này nó đang chạy anh em ơi, cái này nó đang chạy luôn nè. Đây, có hiệu nó Solo nha nè, Solo. Cái này máy da băng nha, này đường kính 31 nha nè. Cái này đường kính nó to hơn, nó sẽ là 38. Và cái này nó sẽ nhỏ hơn tí, nó 30, 29, 30 nha nè.
và mấy cái này thì nó đều không có lịch ngày lịch tháng gì hết nha anh em ha. Thì cái này mã số 5 luôn nha anh em, cũng giá là 150.000. Đồ thì mình bán á, mình chờ anh em có mua chung gì á, mình gửi đi với chung nha anh em, cho anh em đỡ tốn phí ship nha. Còn anh em nào muốn gửi hàng liền á thì cứ nhắn tin với mình ha. Và cái này mã số 6 anh em, cũng giá 150.000 luôn. Cái này thì máy gia băng, cái này thì chạy không máy gia băng, cái này thì không mở được nè anh em, không mở được là kiểu như nó xài mấy cái đồ này á, mình không có cạy được anh em, đây ha, đó, không có mở được. Ba cái này thì cũng giá là 150.000 cho mã số 6 luôn nha anh em. Đây, mấy con này đều ba kim hết nha anh em, ba kim hết nha. Hiệu nó Gulet nè anh em, cái này con này hiệu Gulet, mình thấy chữ nó rõ dễ đọc, còn cái này em thấy hiệu khó đọc, cái con này thì nó hiệu nhiều quá, Cevet gì nên là đó, thì giá là mà cũng là 150 ngàn ha. Con này hiện giờ bây giờ nó đang chạy luôn nha anh em, còn pin trong đây nó đang chạy luôn. Đó thì cái này cũng giá là 150 ngàn luôn nha anh em, cho mã số 6. Những cái con mà không mở ra được á là mình không có biết nó chạy hay không nha anh em, có con thì nó sẽ chạy luôn mà có con mình mở không được, mình chưa có thay pin được, mình không biết nó chạy hay không. Rồi tiếp tục tới mã số 7 nè anh em, mã số 7 là có một con này máy gia băng nha, một máy gia băng và hai con này hình như là không có gia băng này nè, đó giá cũng là 150 ngàn. Đồng hồ này đồng hồ dạng đeo thời trang anh em, giống như phụ nữ đeo thời trang à, cái này đều chạy hết nha. Đây và nó xài bằng cái kim nhỏ, chạy bằng kim nhỏ ở đây nè, kim nhỏ ở đây và cái đây là cái hình biểu tượng thôi. Thì ba cái này cũng giá là 150 ngàn luôn. Đó, cái này là 40 nha anh em, cái này là 38 và cái này cũng 40 nha anh em, 40 ha. Thì ba cái này cũng giá là 150 ngàn cho cái mã số 6 ơi, số 7 nha anh em, xin lỗi nó lộn, số 7 giá 150 ngàn luôn. Rồi mã số 8 cũng là giá là 150 ngàn luôn anh em, hai cái máy gia băng, một cái máy không gia băng nha anh em. Đây thì cái này đó, cái này thì nó chạy cũng ba kim hết, đều ba kim hết, giá cũng là 150 ngàn luôn cho mã số 8 nha. Đây để coi nhìn, có một cái đang còn pin nó sẽ chạy luôn nè anh em ha. Đây đó, thì mình sẽ đo cái này nó là 36 nha, cái này nó là 35, cái này nó nhỏ hơn tí, nó 32 nha. Đây thì có một cái còn chạy hiệu gì Zixit nè, còn cái này khó thấy không thấy hiệu, cái nó hô hô gì đây, hiệu này, cái này hiệu ở đây ha. Thì ba cái này cũng giá là 150 ngàn luôn, mã số 8 nha anh em. Bữa nay có hai cái đồng hồ lên giới thiệu nè, mã số 9 nè, giá cũng là 150 ngàn luôn nè, 150 ngàn luôn, 150 ngàn luôn đó. Đây ha, cái này size nhỏ nè, hai cái này hình như có một cái máy, hai cái máy da băng đây nè, đây nó còn cái miếng bảo vệ rồi, cái này của da băng nha, nó dính đây nè, nó bảo vệ cái đuôi á, cái này da băng luôn nha và cái này không da băng. Thì ba cái này nó nói chung là bỏ pin vô nó đều chạy hết nha nè. Đây đó, nó 31 nha anh em ha, và cái này đường kính nó 32, cái này đường kính nó size nó 31 luôn. Thì ba cái này cũng giá là 150.000 thôi nha anh em, cho mã số 9 nha, số 9 luôn. Rồi mã số 10, mã số 10 cũng là 150.000 luôn em, hai cái máy da băng, để coi phải không ta, mình thấy là đúng rồi, hai cái máy da băng, một cái máy này không da băng nè anh em. Đây thì cái này đường kính nó sẽ to hơn nè đó, và đây có một con này hiện giờ nó đang chạy nha. Cái con này thì nó sẽ có cái hộp của ngoại mặt nó như thế này nha, đó, nó làm cái miếng kính riêng, nó có ngoại mặt nó thêm một miếng kính trong đó nè thấy ha. Thì cái này giá là ba, cái này 36 nha nè, kính 36, còn cái này nó là đường kính nó 39 nha anh em ha, cái này đường kính của nó là 36 luôn nha. Đây thì ba cái này cũng giá là 150.000 cho mã số 10 nha. Rồi mã số 11 là bốn cái này không thấy có da băng gì hết nè anh em. Đó, còn cái này như mở ra không có được, mình chưa ghi chữ, cái này đường kính nó to lắm nè, cái này không da băng. Đó, này đeo thuộc dạng thể thao thôi nè, thời trang á thì ha, này nó to lắm nè, cái này đường kính 50 mấy ha, cái này thì nó là 38 và cái này của nó là đường kính 46 nha nè, và cái này cũng vậy luôn, đường kính nó phải 46 luôn. Thì ba cái này nó đều là ba kim hết nha nè, 123 123 ba kim hết nè. Đó, cái này chạy nè, cái này chạy nè, cái này chạy nè, còn cái này hình như không có ghi chữ, không, mình không có mở ra được anh em, không có mở ra được hay gì đó, cái này nó to nha, không thấy ghi chữ, không biết ở đây có chữ gì không luôn. Nó là mã số là V6 thôi ha. Thì ba cái này giá là 100 ngàn cho mã số 11 nha nè, ba cái nha. Ơi một bốn cái, xin lỗi nó lộn. Rồi số 12, số 12 là một cái này, hai cái máy da băng, một cái máy không da băng,
Thì ở đây nó có cái màu vàng vàng, và con này thì nó có học cái hồi bắn cung gì nè, nó cầm cái đánh gôn đó chứ không phải là bắn cung. Ba cái này đều chạy hết nha anh em, hai cái máy da băng, một cái máy da băng thì giờ đốt pin vô anh em sẽ chạy thôi. Cái này nó đường kính nó 38 nha nè, và cái này đường kính nó là 34, và cái này nó cũng nhỏ hơn tí, nó đường kính nó 32. Thì ba cái này cũng giá là 150.000 cho mã số 12 nha. Đó. Rồi mã số 13 là ba cái đồng hồ nhìn xuyên thấu này nè. Đó, giá là 150.000 luôn. Một cái máy da băng, hai cái máy không da băng nha anh em. Cái này thì nó sẽ có hình trái tim, và cái này nó hình tam giác, và cái này đường kính nó hình tròn và nó nhìn xuyên thấu nè. Cũng chạy đều ba kim hết nha anh em. Cái này nó nằm như vậy. Cái này nó nằm như vậy ha. Đây, để coi mình nhìn coi cái nào còn chạy không. Ba cái này ha. Thì cũng giá là 150 ngàn cho mã số 13 nha. Đều nó nhìn xuyên thấu rồi sao có nhìn trong đó nè. Đường kính 40 và đường kính nó là 38, và cái này cũng vậy luôn nè, đường kính nó 35. Thì ba cái này giá cũng là 150 ngàn luôn nha anh em, cho mã số 13 nha. Số 13. Rồi mã số 14 là bốn cái này là màn hình nó vuông á nè, vuông nó dài ha. Thì giá để coi mình coi giá ha, giá cũng là 150 ngàn. Cái này không thấy da băng nè, chạy nè, cái này là chạy Hồng Kông nha, mấy này Hồng Kông á, và cái này chạy luôn nè. Đó, cái này thì cũng chạy luôn nha nè, không có thấy máy da băng. Cái này xin lỗi nha, cái này không mở ra được nha nè, không mở ra được. Thì có cái này là to nhất nè, hiện giờ cái này nó đang chạy luôn nha nè, nó đang chạy không mở được nè. Thì anh em chú ý nhìn ba bốn cái này giúp mình ha, giá là 150 ngàn luôn nha, mã số 14 nha nè. Đây thì cái đường kính có một cái đang chạy nè, đây đường kính chiều ngang đó nè, nó 35 ha, và chiều dài nó sẽ dài hơn ha, chiều dài đó là bốn mấy nha nè. Cái này cũng vậy luôn, chiều dài của nó là 35 và chiều ngang của nó là 30, và cái thế này đi, cái này nó 28 và cái chiều dài của nó là 32, và cái này chiều dài nè nó sẽ là 24, và cái này nó chiều dài của nó là chiều ngang của nó là 20 ha. Thì bốn cái này có một cái hiện giờ nó đang chạy nha, cái này thì chạy nè, chạy luôn mà chưa có pin nha, có một cái này dính pin, cái này cũng made in Hồng Kông nha, chạy luôn nha nè, cái này cũng chạy luôn. Thì bốn cái này giá cũng là 150 ngàn cho mã số 4 nha nè, số 4 nha. Mã số 14 chứ, xin lỗi mình nói lộn, mã số 14 nha. Rồi mã số 15 này nè, mà ba cái này cũng giá là 150 ngàn, hai cái máy da băng nè. Cái này không biết có da băng, để mình coi luôn nè. Chạy da băng luôn nha, giá cũng là 150 ngàn. Đây đó, thì cái này nó to nè, bằng kính đẹp nè, nó có hiệu gì dưới đây chữ nhỏ xíu mà đọc không được. Ở đây giống như là một cái bản đồ anh em ha, và số trên đây nó có dùng vài số lập mã, và đây là nhìn số thôi. Cái này cũng máy da băng luôn nè, nó cái này hiện là đang còn chạy anh em ha. Đó, ba cái này được máy da băng mà size to hết nha nè. Thì giá là cái này là 38 nè, và cái này to hơn anh em, cái này khoảng 40 40 nha, và cái này nó là 39 nha nè. Thì có một cái hiện giờ nó đang còn pin đây, nó sẽ chạy nha, thì giá cũng là 150 ngàn cho mã số 15 nha nè. Đó, 15 giá 150 ngàn. Rồi mã số 16 rồi nè, 16 là hai cái máy da băng, một cái máy không da băng nè, giá 150 ngàn luôn. Cái này ha, này cái này có đóng da băng trên đây luôn nè, cái này có chạy không ta ha. Đây, và có cái đồng hồ này nó cũng ba kim luôn nha nè, chạy không ta, không có pin. Và cái đồng hồ này nó hơi là lạ đấy, nó chạy bằng cái mặt này nha nè. Và máy con này là da băng luôn nè, dưới đít nó mở ra, con này thì không thấy da băng nha nè ha. Con này thì nó bị nứt nhẹ đây xíu ngay một cái miếng kính nè, không có ảnh hưởng gì ha. Và cái này thì giá cũng là 150 ngàn luôn. Đây, nó là đường kính của nó là 35 nha, cái này hả, cái này 35 luôn nha anh em, cái này đường kính nó tròn sẵn luôn rồi, nó là 35 luôn nha anh em ha. Thì hai dây nó sẽ gắn hai bên đây, còn hai móc ha, đây còn móc, còn móc luôn. Thì ba cái này cũng giá là 150 ngàn nha anh em. Cái này của London nè, London là của anh ghi ra bằng mình biết cho London là của anh, giá số 16 nha, cũng 150 ngàn luôn ba cái. Rồi số 17 cũng vậy luôn em, giá 150 ngàn, hai cái máy da băng, cái này bà mở bằng bốn ngóc nó đít, mà cái máy này cũng da băng luôn nha em. Đó, thì ba cái này đường kính nó to nha, đường kính nó to đây đó, giá 150 ngàn luôn. Đó, cái này thì hết pin, đều ba kim hết nha em, ba kim hết nha. Cái này là size nó 46 nè, và cái này là size nó 42, và cái này nó là size 41. Đó, thì ba cái này cũng giá 150 ngàn. Cái này có dặn được không ta, không biết, mình coi thử coi. Được anh em nhận được ha, chưa tè 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 tè. Thì
ba cái này số 16 nha nè, số 17 xin lỗi, nói lộn, số 17 nha, cũng giá là 150.000. Đây ba cái luôn nha. Rồi mã số 18 nha nè, số 18 là hai cái đồng hồ này lên giới thiệu. Lên giới thiệu nha em. Bây giờ hiện giờ nó không chạy ha. Cái này đây mặt kính nó bị xấu đấy nè, nó giống như bị nứt nứt hay gì đó, mặt kính lồi đấy ha. À, có lệch ngày và cái này thì không có dây, cái này còn dây nhưng mà dây nó cũng xấu nên là giới thiệu để mình lên thử nha nè. À, thì thường anh em nhìn cái dòng này đẩy sát này và dặn theo chữ kia đồng hồ, dặn 5 đến 10 dòng ha, dặn nhiều quá nó đứt. Đây. Đây ha. Và lên giới thiệu nha nè, nó bắt đầu sẽ chạy nè, lên mà dặn rồi mình lắc lắc cái nó chạy nè, không cái này cũng chưa chạy ha, anh em mình để đây coi nó chạy nha em ha, cái này nó chưa chạy em dặn nè, một nè đó cho là hai dòng nè, ba dòng nè, bốn nè, năm bắt đầu nó chạy ha, chạy nè. Cái này thì nó bây giờ nó đang không chạy nè, thử rồi. Dặn nè. Lên giới thiệu có như nè, có kêu nha, bắt đầu nó kêu, nó kêu anh em dặn 4-5 vòng nó sẽ chạy ha. Đó. Đây. Lắc lắc thử rồi nó chạy nữa không nè. Thì giờ hai cái nó đang chạy nè. Còn cái này nó chạy xong tự nhiên nó ngừng lại nè. Nó chạy nè, mấy cái nó ngừng lại nè. Đây bắt đầu nó chạy nè ha. Nên giới thiệu này hình như máy của xịn nè. Cái này hắc lét hay gì này. Để coi có dưới đất nó có đóng ra bằng không. Đó, thì mình không có thấy nhưng mà hiểu lên giới thiệu nè. Đây bắt đầu giới thiệu thì nó khá hơi cổ thế nè. Bây giờ nó chạy luôn rồi nè nè. Rồi nó chạy rồi nè. À cái này mình đóng sát vô nó không chạy nè nè. Chạy ha. Mà để coi cái con này nó có lịch ngày vậy nè, nó có lịch ngày để coi mình dặn lịch ngày được không nè, ngày được không ha. Cái này cái kim lịch ngày nó khó, nó rút ra hơi bị khó, nó đang bị nặng, nó rút ra hơi bị khó nè. Đây, rút ra được, để mình chỉnh vô cái mức 2 cái này. À, cái này không thấy luôn. Sao rút. Để mình dặn lên hết thời cơ nó có qua ngày không? Thường nó qua 12 giờ nó sẽ qua ngày. À, nó có qua ngày vậy nè. Đó, nó có qua ngày nè. Mà khi mình dặn mình rút cái này ra nó không có vượt ngay cái khớp á, nó không có dặn được. Cái này nó hơi khó rút một tí nè. Lên giới thiệu thì mình lên 5 đến 10 vòng anh em, đừng có lên quá nó sẽ đứt giới thiệu á, anh vậy thôi. Ha. À, cái này bây giờ nó vẫn còn đang chạy luôn nè ha. Thì hai cái này giá là 300.000 cho cái mã số 10 mã số 18 nha anh em, cái này mình ghi lộn số thiếu số nha. Số 18 nha, là giá là 300.000 cho hai cái đồng hồ lên giới thiệu. Thì số 18 là cái cuối clip rồi. Thì anh em nào chọn sản phẩm nào phù hợp thì cứ nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại mình để chốt hàng, hoặc là số điện thoại mình có Zalo có thể kết bạn và chụp lại cái mã số màn hình đó với mình nha anh em. Rồi mình chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong cái clip sau của mình.